Thưa quý vị, trên các nền tảng mạng xã hội như là TikTok hay là Instagram gần đây đã xuất hiện nhiều thông tin gây nghiện. Đây là các bài đăng hay là các bài quảng cáo được tạo nên từ một thuật toán giúp theo dõi xu hướng của người dùng và có khả năng là gây nguy hiểm cho trẻ em dưới 18 tuổi. Trước tình hình trên, Thống đốc bang New York của Mỹ mới đây đã ký một dự luật nhằm bảo vệ trẻ em và thanh thiếu niên khỏi những nội dung gây nghiện trên mạng xã hội này. Theo dự luật, các mạng xã hội và các đơn vị quảng cáo sẽ không thể truy cập các thông tin của người dùng để cá nhân hóa các mẫu quảng cáo, từ đó giảm khả năng trẻ dưới 18 tuổi bắt gặp các quảng cáo mang tính gây nghiện. Dự luật cũng cấm các nền tảng gửi thông báo cho trẻ em vị thành niên về các bài đăng mới trong khoảng thời gian là từ 12 giờ đêm cho tới 6 giờ sáng. Trước đó, vào ngày 7 tháng 6, chính quyền bang New York cũng đã thông qua dự luật hạn chế các trang web trực tuyến thu thập và bán dữ liệu cá nhân của người dùng chưa đủ tuổi vị thành niên. Theo một nghiên cứu đến từ Đại học Harvard trong năm 2022, 6 nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất đã thu về 11 tỷ đô la từ quảng cáo nhằm vào trẻ vị thành niên. Những thuật toán gây nghiện đang được sử dụng để ép buộc trẻ em phải xem những nội dung vốn không được sự chấp thuận của các em. Điều này cần phải chấm dứt ngay bây giờ. Vì sao chúng tôi lại thúc đẩy dự luật này? Đơn giản là vì chúng tôi muốn bảo vệ trẻ em. Hiện tại trên khắp nước Mỹ, mạng xã hội đang khiến trẻ em phải vật lộn với quá nhiều vấn đề sức khỏe tâm thần như trầm cảm, lo âu. Thậm chí một gia đình hàng xóm đã từng phải nhờ tôi giúp vì con của họ đã tự ngược đãi bản thân chỉ vì sử dụng mạng xã hội 10 tiếng một ngày.